giờ về làm xong thì mấy giờ vậy mẹ? Cỡ 2 giờ mới làm xong. Sự thật khách hàng giả mỡ nhà ga ngu về liền trong ngày phần 1. Có nghĩa là làm mỡ xong 1 tiếng là khỏe bình thường, cho về là về được luôn. Nhưng các bạn biết là trong cái thủ tục y tế hoặc là trong cái mọi can thiệp những cái dịch vụ y tế, là vì thuốc khi mình chích, ví dụ như thuốc tê đi, mình chích cũng phải hết 3 tiếng thì nó mới hết cái thuốc tê. Những cái thuốc chích vào cơ thể mình thì nó có một thời gian để mà nó giống như nó bị đào thải đi, nó hủy đi. Thì trong cái giai đoạn đó mình phải ở lại để theo dõi. Giống như là làm xong chị 1 giờ là tính ra là đúng đó, bình thường là cho chị về được luôn á. Gì đâu. Ăn xong là khỏe rồi. Yeah. Nhưng vấn đề ở an toàn nên giữ chị ở lại. Thường là mình sẽ giữ lại khoảng 3 đến 6 tiếng để cho theo dõi mình thôi đó. Chứ mình phải rè có gì đâu. Cái đó là cái an toàn. Chứ tự nhiên cái bệnh viện giữ khách hàng ở lại thì bệnh viện phải cử bác sĩ trong này, cử điều dưỡng trong này cũng mệt chết người chứ. Nhưng mà tại sao mà bệnh viện họ ta vẫn làm chuyện đó? Là vì để cho an toàn cao nhất cho bệnh nhân. Thì trong cái phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là trong cái can thiệp y tế nói chung, mình không thể chủ quan được. Mình chắc chắn như vậy á, nó hơi dư một chút xíu, nhưng mà an toàn là đặt lên hàng đầu chứ ha.